Hello các bạn, mình là Tony Quốc Dạo. Thì đây là dịp cuối năm rồi, thay vì ngồi lập trình thì bọn mình ngồi chém gió một chút ha. Thì anh em lập trình viên thì có hai thứ quan trọng mà các bạn nên bỏ tiền đầu tư trong cái quá trình lâu dài làm việc. Đầu tiên là cái ghế, thì nó là cái thứ các bạn ngồi hàng ngày, phải nói là ngồi từ 6 tới 8 tiếng hoặc là 10 tiếng một ngày luôn. Phải có một cái ghế tốt thì nó sẽ giúp các bạn là ngồi thoải mái hơn, về sau không có bị đau lưng nè. Bên cạnh cái ghế thì cái màn hình là một cái thứ các bạn sẽ ngồi nhìn nó, làm việc với nó tầm 5 tiếng, 10 tiếng một ngày có khi hơn. Nên là chọn một cái màn hình tốt phù hợp với lại công việc và nó bảo vệ mắt á, thì nó giúp cho anh em code tốt hơn nè, hoặc là đỡ bị đau mắt, mỏi mắt đồ hơn. Thì nhiều khi các bạn nghĩ là chỉ có mấy ông làm front end mới cần màn hình thêm thôi, vừa nhìn code nè, vừa nhìn web vân vân nè, nhưng mà thật ra mấy ông bạn mình làm back end, làm DevOps đồ vẫn cần màn hình to, màn hình xịn rất là nhiều, tại vì họ phải mở nhiều cửa sổ nè, hoặc là mở nhiều code nè, mở nhiều service vân vân nè ha. Do vậy thì một cái màn hình có đủ không gian để các bạn hiển thị code, nó bảo vệ mắt về lâu về dài nè, thì nó sẽ khá là quan trọng. Nó code nhanh hơn, tại vì là ví dụ như các bạn thay vì phải mở từng cửa sổ tìm vân vân này, thì các bạn có thể mở 4-5 cửa sổ, vừa web vừa browser rồi vừa comment line rồi luôn. Đó, thì những gì đợt này á là mình có dịp dùng thử con màn hình coding dành cho developer 32 inch của BenQ, thì mình sẽ đập hộp dùng thử và review cho các bạn coi luôn ha. Thì cho các bạn chưa biết á thì BenQ là một thương hiệu màn hình nổi tiếng, thì họ có rất là nhiều thể loại màn hình dành cho game thủ cũng có, dành cho designer cân chỉnh màu sắc đẹp đồ cũng có. Và cái màn hình mà mình đang dùng sau đây á là cái màn hình 32 inch, mã số của nó là GW3290QT. Nó là cái màn hình 2K đầu tiên có hỗ trợ chế độ coding mode cho developer, thì mình sẽ đi mời các bạn coi. Và các bạn nào mà muốn con nhỏ hơn á thì các bạn có thể mua phiên bản 27 inch của cái màn hình này, mã số là GW2790QT ha. Ok, thì tụi mình cùng đập hộp và review thôi. Ok, thì tụi mình cùng đập hộp ha. Thì các bạn thấy đó là cái vỏ màn hình á là có một cái lớp khá dày để chống va đập vân vân ha. Thì đây á là cái vỏ đế màn hình nè. Thì đây là cái này phải mua riêng nha, thì tí sẽ đi mua cho các bạn coi sau nha. Các bạn có thể dùng nó để đựng đồ linh tinh cũng được. Rồi giờ mình sẽ lấy màn hình ra nè. Đó thì đây là cái đế, nó cũng khá là nặng ha. Đó, tiếp theo là một số những cái như là phiếu bảo hành, đồ hướng dẫn sử dụng vân vân. Đó, đi kèm là có một cái dây cắm điện nè, một cái HDMI nè và một cái dây USB-C ha. Đó thì đây là cái cọng dây USB-C đi kèm với màn hình luôn. À, tiếp theo là một cái cọng HDMI. Rồi thì con màn hình nó cũng khá là bự ha, các bạn phải mở từ từ ra. Thì đầu tiên là mình lấy cái chân đế ra trước nè, cái chân đế thì nó bọc cũng khá là kỹ và nói chung là hơi nặng nha các bạn cầm cẩn thận. Đó, đế này cũng khá là nặng nha. Thì các bạn thấy là nó có khả năng là quay 360 độ nè, lên kéo xuống luôn, thì tí mình sẽ demo cho. Tiếp theo là dỡ màn hình nè, các bạn dỡ nhẹ nhàng thôi. Các bạn thấy màn hình nó khá là bự tại vì nó là 32 inch lận. Thì đó, ở dưới là có các nút bấm vân vân nè. Cái nút ngoài cùng bên phải là có thể điều chỉnh được để mà điều chỉnh các menu. Bên trái á, là có ba cổng, có một cổng USB-C, một cổng USB và một cổng để cắm headphone. Và các bạn thấy nó có rất là nhiều cổng để cắm USB-C cũng như HDMI và USB đằng sau. Còn bên kia là ổ cắm điện. Cái nút này là để các bạn tí các bạn sẽ gắn cái đế vô, thì mình sẽ gắn cho các bạn coi luôn. Giờ mình mở ra đã. Đó, thì đằng trước á là có đèn microphone. Còn bên trái là có các cổng. Đó, mình chỉ bấm nút và mình gắn vào. Cụp một phát là xong ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ dỡ nó lên nè. Nó hơi nặng chút á, các bạn làm cẩn thận. Các bạn sẽ dỡ nó lên nè, cắm cái đế vào ha. Và các bạn chỉ cần vặn con ốc đằng sau đế là được. Xong cái màn hình này gắn xong cái đế thì cũng khá là nặng đó, các bạn ôm thì ráng ôm cẩn thận nha. Đó thì mình thử có thể quay tới quay lui nè, hoặc là đẩy sấn đĩa lên cũng được. Đó thì đây là cái con màn hình sau khi đã vào góc làm việc của mình ha. Thì nhìn nó cũng khá là to, vừa trắng vừa hầm hố. Thì cái ấn tượng đầu tiên về con màn hình này á là nó rất là bự ha, các bạn thấy đó, 32 inch so với đây là con laptop của mình nè, thì các bạn thấy là màn hình là nó chắc là tầm 4 lần con laptop, rất là nhiều chỗ để xem code hoặc đọc code ha. Cái thứ đó là nó có rất là nhiều những cái cổng mà mình cảm thấy rất là hữu ích. Nó có hai cổng USB nè và cổng tai nghe nè, thì mình có thể vừa code nè, vừa cắm sạc đồ linh tinh thoải mái hết. Và cái điểm hay mà mình thấy là một trong những cái màn hình đời mới hay có đó là họ có một cổng USB-C. Thì cổng này nó làm gì? Nó vừa USB-C thì nó vừa hỗ trợ truyền dữ liệu, vừa hỗ trợ sạc pin luôn. Do vậy thì con laptop của mình nó chỉ cần một cổng USB-C, khi cần tháo ra rồi cắm vào là được, là không cần phải sạc nữa. Thay vì các bạn xài các loại khác á, thì các bạn sẽ vừa sạc màn hình nè, vừa sạc laptop nè, vừa cắm HDMI nè. Thì giờ các bạn chỉ cần cắm điện vào màn hình và dùng dây này lại vừa sạc laptop vừa HDMI luôn, rất là tiện ha. Bên cạnh đó cái màn hình của BenQ á, nó có một cái chức năng hay đó là cái chức năng Daisy Chain. Đó là các bạn có thể liên kết nhiều màn hình với nhau để mà hỗ trợ sử dụng cùng lúc nhiều màn hình. Ví dụ các bạn xài Mac chỉ hỗ trợ một màn hình chẳng hạn, thì các bạn dùng Daisy Chain như trong hình này thì các bạn cũng có thể sử dụng nhiều màn hình ha. Rồi
Rồi bây giờ mình giới thiệu thử dùng nó cho công việc coding ha. Thì khi bắt đầu code đó các bạn thấy đó, bây giờ ví dụ như mình dùng một con màn hình laptop như thế này nè, nó chỉ có chút xíu chỗ này thôi. Nhưng mà khi các bạn dùng một cái màn hình bự á thì các bạn sẽ có rất là nhiều chỗ để các bạn xem code. Chỗ này á là mình có thể xem code cùng lúc từ 3-4 file này, hoặc là mình có thể để chỗ này là một cái browser để mình xem là code mình nó chạy ra sao luôn. Và vì màn hình to nên là các bạn có rất là nhiều chỗ trống để các bạn có thể mở nhiều file cùng lúc. Các bạn có thể mở thêm mỗi command line bằng có chỗ, hoặc trong DevOps hoặc có thể mở nhiều service cùng lúc, hoặc là cái node database cùng lúc luôn trên một màn hình thôi, khỏi phải tốn công nhìn tới nhìn lui. Cái này là mình để hơi xa chứ còn thật ra thì mình để nhìn gần thì nó khá là nét ha. Hoặc là mình phóng bự lên thì các bạn cũng có thấy là nhìn rất là nét này, tại vì đây là phân giải 2K để mình zoom lại gần một thấy đây là chức năng bình thường của màn hình. Tại sao gọi là đây là màn hình coding? Tại vì nó có một cái chức năng tập trung vào cho dân coder, đó là chức năng đây nè, chức năng coding. Thì các bạn thấy đây là chế độ thường nè, nhìn nó rất là sáng sủa đúng không, nhưng các bạn có chế độ coding nè, nó sẽ tăng cái độ tương phản của màn hình lên, nó giúp cho cái việc là các bạn nhìn rất là rõ giữa nền và chữ ha. Đây là chế độ bình thường nè, đây là chế độ coding nè. Thì chế độ coding các bạn thấy là chữ nó sẽ rõ hơn, là nhìn đỡ đau mắt hơn nè. Nếu mà nhìn lâu dài mình nghĩ là chế độ này nó sẽ giúp các bạn đỡ mỏi mắt hơn. Hoặc là với anh em nào mà xài Mac thì họ cũng có một cái chế độ Mac, thì đây là mình đang dùng con Mac nè, thì giờ là mình chỉ việc tháo dây ra cắm vào là được. Đó, thì đây là con Mac của mình và đây là màn hình. Thì họ cũng có một cái chế độ riêng là chế độ Mac Mode. MBook á, thì nó sẽ giúp cho màn hình á, phần tương tác nó giống giống MacBook hơn cho anh em nào xài MacBook. Cá nhân mình thì mỗi lần mình cắm Mac thì mình để chế độ này, còn không thì thường thường là raw code thì mình cũng để qua chế độ coding để cho lúc bật code lên nó gọn hơn ha. Đó, các bạn thấy đó, mình để chế độ coding thì code nó vẫn rất là nét và rất là dễ đọc. Thì bên cạnh đó là các bạn thấy là con màn hình này nó có một cái bề rất là cứng chắc ha. Các bạn có thể quay tới, quay lui nè, hoặc là kéo xuống nè, đẩy lên nè. Cho anh em nào mà thích coi TikTok hay là thích code màn hình dài á thì anh em cũng có thể là vặn nghiêng cái màn hình lại luôn. Cái con này của mình nó hơi to thì các bạn vặn nghiêng, các bạn phải vặn ra một chút. Anh em nào xài con 27 inch thì vặn ra nó sẽ dễ hơn một chút. Ok, thì các bạn thấy đó, thì sau khi mà vặn con màn hình này qua hướng này á, các bạn có thể đọc code nè, cho những trường hợp mà code dài và kéo lên kéo xuống nhiều nè, không có cần phải kéo lên kéo xuống nhiều nữa, tại vì nó đã đầy màn hình rồi ha. Hoặc là ví dụ như các bạn mà cần đọc document nhiều á, chế độ này nó cũng khá là có ích. Các bạn chỉ việc là bật file PDF lên và ngồi đọc từ trên xuống dưới tới ha, rất là tiện. Hoặc là các bạn nào mà thích coi các em gái TikTok lắc mông vân vân á thì cũng có thể để chế độ này, màn hình thì rất là bự. Nhưng mà vì nội dung clip đó mình không show các em gái TikTok được. Thì một cái điểm hay nữa của màn hình BenQ á mà các bạn sẽ thích, đó là màn hình có tích hợp sẵn cả loa lẫn micro luôn. Nên là ví dụ các bạn cần họp nhiều á mà các bạn không có một dàn loa hầm hố hay là không có mic á thì các bạn có thể dùng loa và mic của màn hình luôn ha. Thì họ có cái nút để mà điều chỉnh âm lượng ở đây luôn, thì để mình bật thử cho các bạn xem. Đây là âm lượng vừa phải. Đó. Thì bên cạnh đó các bạn cũng có thể xem phần audio nè, là có chế độ nhạc nè, và speaker thì có chế độ là khử tiếng ồn đồ luôn ha. Vì vậy nên các bạn nào mà cần họp hoặc là nhà có con nhỏ rồi như mình á mà không có mic thật là loa chống ồn á thì các bạn có thể dùng mic và màn hình của BenQ cũng khá là ok ha. Bên cạnh đó thì họ có bán thêm, cái này là bán thêm nha, đế lót. Cái này các bạn có thể dùng để lắp thêm Lego nhìn cho nó cute nè. Các bạn cũng có thể dùng một cái đế lót khác để các bạn bỏ di động rồi vân vân nè, và bỏ dây rồi nữa ha. Hoặc là lúc mà mình livestream rồi á thì mình bỏ iPad nè, mình dựng nó lên mình xem cũng khá là tiện ha. Một cái nữa mình thấy khá thích của màn hình BenQ đó là nó rất là quan tâm tới cái việc bảo vệ mắt của lập trình viên. Họ có đi một cái app tên là IKU để cho hỗ trợ màn hình trong cái việc là bảo vệ mắt. Nó có mấy cái tính năng khá hay, ví dụ nó có cái chế độ là low blue light nè, thì khi các bạn càng bấm lên á thì cái màn hình ánh sáng vàng á nó sẽ tăng lên. Với những bạn cần màu sắc thì nó sẽ không phù hợp, nhưng mà với anh em nào code hoặc là đọc tài liệu lâu á thì cái ánh sáng vàng này nó sẽ giúp cho các bạn đỡ bị đau mắt hơn, đỡ bị mỏi mắt hơn nè. Các bạn cũng có thể chỉnh từ chế độ thường sang chế độ coding rồi vân vân nè, ngay trên app này luôn. Và một cái hay của nó đó là cái chức năng tự động xác định độ sáng. Giờ giả sử giờ mình bật chức năng này lên nha, thì giờ từ xung quanh mình đang sáng á thì nó sẽ độ sáng là 100. Giờ mình tắt đèn đi chẳng hạn, thì nó sẽ tự biết là xung quanh tối rồi, nó sẽ giảm độ sáng còn 16 ha, rất là phù hợp. Mình không cần phải chỉnh màn hình tới lui mà nó sẽ tự điều chỉnh độ sáng cho phù hợp với lại ánh sáng xung quanh mắt của mình nữa. Hoặc là chức năng timer này thì cũng khá là vui, đó là giúp nhắc mọi người nên nghỉ đúng lúc. Ví dụ như là mình muốn là nghỉ 10 phút hoặc là 20 phút, bán vào nhà hàng thì mình cứ bấm vào đây mình chọn nè, thì sau tầm 10 phút á thì nó sẽ hiện cái này lên, nó kêu là tới lúc bạn cần nghỉ ngơi nghỉ mắt rồi thì mình phải bấm thôi mình mới được vào lại màn hình ha. Thì đó, đây là những chức năng có thể là nhỏ nhỏ thôi nhưng nó giúp bảo vệ mắt này, giữ cho mắt mình không có bị quá mệt hoặc là nhìn màu nó mệt mỏi này ha. Bây giờ ví dụ mình bật đèn lên lại
thì nó sẽ tự tăng độ sáng lên để phù hợp với lại ánh sáng xung quanh màn hình ha. Đó cũng rất là tiện, họ phải chỉnh tới chỉnh lui. Thì sau một thời gian sử dụng thấy con màn hình này cũng khá là ok và cho công việc code thường ngày hoặc là công việc xem phim giải trí của mình ha. Thì cái điểm mà quan trọng nhất á là mình thấy là cái nhà sản xuất á là họ rất là quan tâm tới cái đối tượng người dùng, đó là coder, nên họ có cái chế độ coding mode giúp cho cái việc đọc code rõ ràng hơn, tương phản tốt hơn và eye care giúp cho bảo vệ mắt của người dùng. Cỡ 32 inch cái màn hình này á thì cũng không có quá to và ngồi gần á thì nhìn vẫn dễ chịu, nhưng mà với những bạn mà thích tinh gọn hoặc là hơi góc làm việc á, không có thích để quá cồng kềnh quá nhiều thứ á, các bạn có thể mua phiên bản 27 inch của màn hình này ha. Thì mẹ của máy này là GW3290QT là 32 inch, còn các bạn có thể mua bản là GW2790QT 27 inch ha. Vì phân giải của nó là 2K QHD nên là bên cạnh việc code cũng có thể dùng để xem phim, xem YouTube hoặc chơi game được, nhưng chơi game á thì nói chung là kẹt phải mạnh mạnh một tí. Rồi hoặc là với anh em dev á, mà ví dụ các bạn mua có Nintendo Switch hoặc là có PS4 á nhưng mà nhà không có TV hoặc lười mua TV á thì cũng có thể cắm vào con này luôn, tại vì nó có sẵn loa rồi nên là chơi game cũng tiện, không phải mua loa riêng, TV riêng. Thì bên cạnh nó còn có một số cái điểm mà mình cảm thấy là chưa thích lắm, ví dụ như là con này thì mình cầm mình thấy hơi nặng, thì cũng không phải là vấn đề màn hình á thì to hay nhỏ gì các bạn cũng không có di chuyển nhiều, nhưng mà lúc cầm mình thấy hơi nặng, nếu mà các bạn nữ á thì chắc là sẽ hơi khó cho các bạn cầm lên cầm xuống hoặc là lắp ráp thôi, còn lắp ráp xong thì cũng không di chuyển nhiều. Cái thứ hai đó là cái độ làm tươi refresh của nó là chỉ tầm 75Hz thôi, cũng không phải là vấn đề quá lớn cho việc code, nhưng mà nếu anh em nào mà thích chơi game mà dạng eSports hoặc Counter Strike mà 120fps á, kiếm một con mà độ refresh nó cao hơn, còn con này là cho công việc coding vân vân này thì 60fps là hoàn toàn vô tư. Một cái nữa là nho nhỏ thôi, cũng không phải là nhược điểm gì, nhưng mà cá nhân mình thì những con màn hình làm việc á thì thích những con dài dài hơn thì sẽ dễ chia ra làm nhiều màn hình hơn. Con này thì phân giải nó là 16:9 thì chắc là phù hợp cho việc vừa code vừa xem phim và chơi game được. Cá nhân mình thích những màn hình mà độ tỷ lệ nó tầm 21:9 hoặc là dài hơn á thì các bạn có thể chia thành 2-3 màn hình. Thì do mình nghe công ty mình dài thế, còn thường con này thì các bạn thấy là mình vẫn có thể để được 2 màn hình và mỗi màn hình á thì nó vẫn sẽ chiếm một phần của Windows ha. Đó, tóm cái quần lại review hôm nay cũng xong rồi. Anh em mình đã cùng nhau đọc hồ và review cái mẫu màn hình này của BenQ ha. Cá nhân mình thấy đó có những cái thứ các bạn không nên quá tiếc tiền, như là cái ghế này nè. Mình mua thì hồi đó là cũng tầm 500 đô, tức là cũng 7 triệu mấy, nhưng mà tính ra mình xài với nó 5 năm, mỗi năm tính ra có 1 triệu à. Màn hình cũng vậy. Đó là như các bạn sẽ phải làm việc với nó tầm 8 tiếng một ngày. Do vậy thì kiếm những cái thứ nó tốt tốt một chút thì nó sẽ tiết kiệm về sau ha. Đó, các bạn nào quan tâm á có thể tìm hiểu thêm mẫu màn hình này của BenQ ở dưới description hoặc là link trên này ha. Thì mình có gắn kèm là link giới thiệu về màn hình nè, về những cái bọc lót của màn hình nè, link Shopee cho bạn nào muốn mua luôn á. Ok, tới đây là hết rồi. Vậy thôi nhé, thôi những video này các trên đây này nha. Bye bye, hẹn lại các bạn vào thứ ba tuần sau nha.